Hôm trước là đọc lên cái phần nên là đọc từ đây, chưa đọc đến đây. Job the chair. Job the chair no. Heavy. Job the chair no. Heavy or. Mặt đi. Ok. Quế tệ. Như chàng ổ. Heavy nữ. Thì kê tàng. Y tâm. Y tâm. Như chàng măng. Tôi không giống như cả không như nữ không nữ ukawa thì ijo nan koto o katsu ni suru ikajitsu mayu hodo kara thì mình sẽ hindi Hiên cai à, hiên băng, hiên băng. Hiên băng nữ Hiên băng nữ Hiên băng Cô tổ gà á đệ Hiên băng nữ Kế từ mà sao vô tổ tên nó là nghĩa là gì ấy không thế? Cái này là động từ mà ta gự là nhấc chân lên nhé. Đúng rồi. Nhấc chân mà ta gự. Nước chân mình ở nước chân mình thành gần tắm chân phẳng gối là chân phẳng Đầu gối phải, như lại gối ở chân phải. đầu gối phẳng nhớ chi chi kê còn Là đập vào đó. Là đập gì nhỉ? vào Đây sẽ là cái trường hợp mà định vào bồn tắm đó. Yokuso no hedio mata go, tức là định là nhấc chân sau là mình vào bồn tắm. Bên này là có bồn là mình sẽ phải nhấc chân xong mình bước chân vào bồn á. Nó là cái động tác như vậy, mata go, mata go. Thì là kiểu như là chân không nhấc hết được lên thì là sẽ bị đập vào cái thành này đó. thế ông này nó cũng đau Đâu, học hết câu xem nào. Itami ông ga nai ka. Nai không ka tức là câu có hỏi đó. Là một câu hỏi đấy ở đoạn cuối. Thì hỏi ông ấy là xem có bị đau không đó. Nai ka hon ni ni ikaga Izonai koto o kakunin suru. Là gì nhỉ? Không có bất có thường. bất thường trong động Ok. này không có bất thường vào một tháng thích không đi mưa rồi Là từ ikaketsumai hodo kara. Là gì nhỉ? Từ. từ một tháng trước Từ khoảng một tháng trước thì thì là gì nhỉ? Himpang là thường xuyên này. Tsumazuku là gì nhỉ? mà việc tự quên từ Là hay bị vấp. Nghe chưa? thường xuyên hay bị vấp thường xuyên là có hay từ một tháng trước thì thường xuyên là hay bị vấp cái từ hiên bang thì có bằng nghĩa với từ
ít mưa. Ít băng núi có bằng nghĩa với từ đấy không? Ít Ăn gì? băng núi cũng thường, cũng có phải là thường không? Họ ít pan đó là bình thường. Bằng Một cái gì đấy bình thường, các ít pan. Ít pan là thông thường nhá, chứ không phải là cái gì đấy, nó không chỉ tần suất. Gọi là một cái thói quen hoặc là một cái gì đấy mà mọi người đều biết đó. Ipan nó sẽ giống với cái từ hinkai chẳng hạn này. Hinkai là nhiều lần này. Có bạn dưới nữa nhé. Nhưng Ừ, không đâu dưới nữa. nhưng cả ngày chiêu văn, nhưng không cổ, nhưng không cả ngày chiêu dai Nhi không mơ. đâu. Ngược rồi. Chữ Nhịp kanji ngược. không, không nhịp chi, không Honjitsu. Honjitsu nó sẽ bằng từ kyo. nhịp chẳng Honjitsu. không chi sự cầu. Honjitsu sẽ bằng từ kyo. Hôm nay đấy. Không, không biết chữ cả là kêu cay nô chữ cay, có phải chữ cay vô cự không? Ừ, kikai yoku. Một cái máy như tắm chữ cay vô Ok. cự nô chi nô chê nô chữ cay vô cự chữ nan chán ô Nani kê gà, cái chỗ này sẽ đọc là nani này. Nani. nan chán ô ô cô đự nan chán ô cô đự ồ cả và ca ra và ca văn dự một chữ một Ừ. chữ Ochitsukanai. ô chi chữ Nó ca là cái văn từ Ochitsuku đấy. Ồ. dự Chi. Ochitsukanai. dụng Yosu. Yosu. dụng Yosu yêu sự năng nổ đế pháp tự sáng Hidari tê đế san tô sẵn có thể từ này có thể san tô sẵn như thế chứ đây nhỉ, Tanaka. có Tanaka gì Tanaka sẵn ngô tê ố Thì cái này là nigiri, nigiri. mắm Ừ, nắm. Ok. tê ô ni 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 tê đế ni tê đế ta ra ra ni ta ra ra ni ô ô chư ô là kêu mai cà đà. Ừ, đến đây thôi, xong rồi chị dịch đi. Hôm nay tôi thấy bằng cái đây tôi thấy nằm nhiều ở những cái gì Ờ, kêu gái. Ờ, ok. nếu Ngồi thì thường kêu. Ok, nằm ngửa đi. nhiều tôi sử dụng máy và tắm tư thế nằm ngửa trên trên Đây nhỉ, Gyogai no thì mình sẽ phải dịch đó, dịch danh từ đúng không, dịch từ phía sau dịch lại là thế cái gì nhỉ, máy tắm máy tắm. của Ừ, của, hoặc là mình có thể là dịch mà bằng cũng được, máy tắm mà máy người tắm bằng ta. Ừ, tư thế nằm ngửa ok. từ hôm nay thì sử dụng máy tắm bằng tư thế nằm ngửa Ok, đúng rồi. nên khi chơi như thế này lần đầu tiên sử dụng cái máy này của anh chúng tôi Ừ. Máy này. Nani ga okiru ka wakarazu. Nani ga okiru ka wakaranai.
Là không không hiểu như nào thế gì. Không hiểu là không biết là sẽ có chuyện gì xảy ra. Thế thì ô chi, ô chi chữ cử, ô chi chữ cử nào xảy mà thế xảy ra hay này. Là gì nhỉ? Đó, bình tĩnh nhá. Trong tư thế có bình tĩnh hay không Cái này sẽ không phải là tư à? Hay là thế vô có phải sự. Vô sự thì sẽ là trong một cái trạng thái nhé. trong một cái trạng Trạng thái gì nhỉ? Ochiska này là phủ định. Là gì thái nhỉ? nào có được hay là không phải Là bình tĩnh nhỉ? Không bình tĩnh cơ. ổn ổn không Ochiska này vô sự tức là gì? trong một tư thế À, không phải tư thế, trạng thái. ở trong một trạng thái có bình tĩnh hay là không. Không có bình tĩnh hay không, Ochiska này cơ mà. Không bình tĩnh Ok rồi, trong một vì tư là thế, gì nhỉ, để dịch lại trong là một gì, đầu tiên trạng vì là lần đầu tiên mà sử dụng cái máy này đúng không, máy thái tắm này, à, không biết là có chuyện gì sẽ xảy ra, nên là gì nhỉ, ông này trong một cái trạng thái là nó không bình tĩnh ấy, không ổn định nhỉ. Ok. tác viên nhân viên hỗ trợ đến Nhân viên thì gì nhân nhỉ? viên Đã. hỗ trợ thì bên hỗ trợ tay trái Nào, tay trái thì làm gì? nắm À. tay nắm Nào, tay trái nắm. Nắm cái gì nào? tay phải nắm tay trái của bà Thana à bà. Ừ, không phải nắm tay trái của bạn. Bà đấy chỉ có cái đoạn này thôi, không có đoạn tay trái. Nắm tay thôi nhá, không có tay trái. Nắm Staff ga hidarite de, tức là cái câu hidarite này là của là cái tay của nhân viên nhé, chứ không phải tay của bà Tanaka. tay tay trái của nhân viên Ừ, ai tay trái của nhân viên thì thì là nắm tay của bà Kanaka à, ok rồi, tiếp đây, nắm tay trái thì nắm rồi đúng không, thì sẽ còn lại tay phải tay còn tay phải phải thì dội nước nóng lên rồi, ok, tức là động tác gì nhỉ, à, người này kiểu là lần đầu tiên vào cái bồn tắm cái dạng này, người ta hơi bị bất an ấy. Nếu mà mình có thể dịch là trong cái trạng thái bất an cũng được, Ochitsukanai sự thì là dịch ngắn gọn này, có thể nói là bất an đó, thì có người ta bất an thì mình sẽ phải là nắm tay để cho người ta cảm giác yên tâm hơn á. Ừ, thể. thì sẽ dùng tay trái, một tay là sẽ nắm tay để họ yên tâm và tay còn lại là sẽ dội nước này. Tiếp theo. Rồi. Chưa. Chữ Hán nhiều chữ không biết đọc thì không biết cái gì. Đấy. Đâu mất rồi. Ôi chết rồi, nó đi đâu mất rồi. Để em đi. Giờ nãy mà mua cho cự chiêu mua cho cự chiêu không hiểu Okay, đấy đây là là cái à, không phải, bị nhầm sao này, ở bên trái luôn chứ cái vàng vàng ở bên trái luôn. Đấy thì còn sao nào.
OK, OK。の、お湯をかけながら大丈夫ですよと声かけた。Là vừa tắm vừa nói là gì nhỉ? Đâu, đến đoạn nào đi không? Đây. Chờ, cái đoạn trước là đang dội nước đúng không? Thì câu tiếp theo của nó sẽ là tay cho vừa Tay để xíu. vừa để xuống. Tay vừa để xuống. Cô ta tiếp câu tiếp theo, đọc câu tiếp theo. Yêu phương Yêu yêu bên này. yêu trong chữ Hán tiếp theo là gì không? Tsukari, tsukari naga da, tsukaru là cái từ ngâm, ngâm trong bồn đó. Chưa cho nên chưa tha đưa nên quả gà cột chi giá cột cột chi giá đang đi ba đi cắt Đây, tà đây là cắt ba đi cắt tà kề độ ô phu đô đế áp tà mắt tà sang chưa cô chi dạ qua đây dạ giang sư cô chi gia quang gai và dỗ đô đê tê đô đê ở tô tô đê chi sô ní sao と、sao嬉しそうに。ư đê chi ảnh cái từ này mà thích rồi thích thế Tôi đưa chi cô nhí mà nên tặng. Đó, tôi đưa chi cô nhí. Rồi ngâm chân bằng Ngâm gì? nước nóng. Ngâm chân nước nóng. Ngâm chân vào nước nóng. Chỗ nào là có chữ chân ở đây? À, ngâm, ngâm, ngâm vào nước nóng phải không? Ngâm vào nước nóng. Nưng thì Là ngâm cái gì vào nước lắm? ngâm cơ thể dưới đây chắc là ngâm người chứ Ok, ngâm người, ngâm mình. ngâm ngâm người vào nước nóng ngâm cơ thể vào nước nóng cũng ngâm tăng đi cái lưng thì bởi vì cái lưng thì hơi tình trạng hơi xấu một chút là như thế Đá rơi là gì nhỉ? tăng đi là mệt mỏi Ừ, đúng rồi. Lưng thì nó mỏi đó. Mỏi lưng đó. nhưng bởi vì mọi người bị mỏi nên Cái này nhá, cái từ Atamaru này, là nó là có một cái chữ chữ nhỏ ở đây ấy. Thì đây là một cách nói khác của cái từ Atatamaru, là từ ấm lên đấy. Atatamaru. bằng cái gì à, ta, ta. Ừ. Trong cái từ Atataka ấy, có cái từ Atataka ấy, thì một cái động từ dạng khác của nó sẽ là Atatamaru. Là gì nhỉ? Lưng thì mỏi nhưng mà Mình vào là bồn tắm nó. Câu này dịch đến đơn giản, dịch khác đi một chút là không phải ổ hư đồ đấy, tức là kiểu như là đã được vào bồn tắm thì là gì nhỉ? Cơ thể nó nóng lên, được làm ấm lên này, thì yawaragu nó sẽ là một cái tình trạng mà nó làm dịu đi á, dịu đi một cái gì đấy, thì trong trường hợp này nó sẽ là dịu cái mỏi lưng đi á. Được chưa nhỉ? mình chị Ừ.
À, tùy trường hợp mình sẽ phải dịch khác nhau đây những cái từ Java ra gự là trong cái từ hòa hoãn đấy, trong cái từ hòa thì nó sẽ là nó cải thiện được một cái tình trạng gì đấy. Trong câu này mình sẽ dịch là cái mỏi lưng á, cái việc mỏi lưng thì nó đã giảm đi, hoặc là có thể dịch câu này ví dụ là lưng thì mỏi nhưng mà vào bồn tắm xong người ấm lên thì nó cũng đỡ nhiều rồi, mình có thể dịch như vậy. Mình đã cảm thấy dễ chịu hơn. Ừ, sẽ chịu hơn cũng được. Rồi, ureshiso nhé. Ureshiso là nó trong cái từ ureshi đó thì mình Hình thì đơn giản là mình miêu tả một cái dáng vẻ vui vẻ của người khác thì mình sẽ dùng cái từ ureshiso. Còn nếu mà bản thân mình thì mình dùng từ ureshi bình thường, nhưng mà mình nhìn người khác để mình đoán là người ta có vui hay không á thì mình sẽ dùng cái từ so thêm vào sau, bỏ chữ tính từ đuôi y thì bỏ y đi, xong là thêm so vào thì nó sẽ là miêu tả một cái cảm xúc, một cái dáng vẻ của ai đấy. Ừ. Thế là hoặc ông hoặc bà này thì vừa ngâm bồn vừa nói là lúc này thì mỏi lưng lắm nhưng mà bây giờ vào bồn tắm ấm lên thì nó cũng dễ chịu hơn nhiều rồi. Mà ông ấy nói với một cái trạng thái là gì nhỉ? Vui đúng không? Ok, câu tiếp theo nào. Cao ô cánh nó a sa sợi mắt tàng dỗ mắt tàng dỗ ní mi e tàng nổi thế ô dư quá nhiệt độ Ừ, thế này là gì? Từ Atsui. à chị Atsui bỏ y đi nào, bỏ y đi. Atsu sugimasen ka? quá là nóng Ừ, có nhiệt nóng độ quá không? nóng quá Đó không là câu hỏi đó. Không phải là quá là nóng mà là có nóng quá không? sau khi mà vào vườn tắm thì Mặt làm ra từ từ nhìn dịch lại cái đúng động từ nào, động từ dịch từ đâu quay lại nào. mặt cái này đã quá mà còn nóng không Nào đâu rồi rồi, thêm cái động từ ở trước được rồi. ừ. Chuyển sang một câu Ừ. tiếng Việt nó sẽ phải có gì nhỉ? Chủ ngữ này, tiếp theo động từ này, xong rồi đến vị ngữ đúng không? Ừ. Nào, mặt thế. Mặt thì đã nhìn Rồi, mặt nhìn. Nhìn nhìn có vẻ này. có vẻ là Ừ. đỏ Đỏ lên. Ừ. đỏ lên khi vào phòng khi vào bồn tắm Rồi. Thế bởi là vì lại bọn lại động mình từ nào. Động từ nào, lại quay lại dịch từ cuối nào. okay, đã hỏi Ừ. đã lên tiếng nhân viên thì đã lên tiếng hỏi là nước thì có nóng nước thì có quá nóng không? Ok, đấy. Tức là lúc nào cũng phải nhớ là dịch ra tiếng Việt nó sẽ phải là động từ đi trước. Là mình muốn dịch một câu thì mình phải nhìn đến hết câu, hoặc là câu dài thì phải chia cái câu đấy ra. Động Tức là có từ bao nhiêu động trước từ thì sẽ phải dịch trước. động Ừ. Động từ thì tiếng Nhật nó sẽ ở cuối nên là mình phải nhìn hết câu thì mình biết động từ được. Ừ. Câu dài thì sẽ phải chia ra xem là đâu có động từ thì sẽ phải dịch từ cái động từ đấy quay lại, lại dịch tiếp cái vế sau. Ok, câu tiếp theo nào. Ừ, cũng thích Karasen Karasen tục kỷ À, cái này sẽ là thai sen. Thái sen cũng tên là được. tắm toàn thân tay chân chi Thái có thể sen tay gì? chân chi không Ừ. Thái sen. Gì? tay chân chi ai xem gì nữa chị
Nhà cái gì nhỉ? Từ đó gì nhỉ? Xem xe thì chữ tiếng Nhật biết thế nào nhỉ? Tịch kim phải không cơ? Nào bên shiki. Từ này học lâu lâu rồi đó. Xem xe rồi. Ừ? Thì cái chữ tiếng Nhật Từ nào? thì cái chữ tiếng Nhật mình biết nhau. Bên Sikkim. Thế có nhìn thấy nó ở Bên bên phải không? kim bên kim thì đại diện À, đại tiện làm sao? bên tự chủ Ok. đại diện là bên kim giá áp cả nội đế rồi sao hoa dục cử dục dục cử di tản. Ừ. À, bây giờ lại dịch à? Dịch từ cái chữ nô đế quay lại nào. Bởi vì bị Bế đại diện không tự chủ ừ. Trong khi nào nhỉ? không tắm toàn thân Ừ. nhưng mà vòi tắm hoa sen Nên là gì? Cái gì vòi tắm hoa sen động từ đâu? do cụ ý tài do cụ bồn tắm do cụ ý tài Là sao hoa yếu cự là gì? chữ ý tài mình làm. Là dịch nghe nó xuôi xuôi một chút nào. Đơn giản thì mình không tắm bồn thì mình sẽ gì Mình có mong vào hoa sen. đấy, tức là chuyển động từ chứ không phải là vòi tắm vòi xe không phải. Ok, tắm Sử nhá, dụng nhận dùng dùng sử động từ thì phải dùng từ tắm nữa, tắm bằng vòi hoa dụng. sen đấy. Có mong vào hoa sen. Lựa chọn được vào cuốn hoa sen. Tức là bình thường nó sẽ vào bồn, nhưng mà hôm nay là kiểu như là đại tiện, người ta đại tiện ấy. Thì là sợ là đi vào bồn nó sẽ đại tiện ra bồn, thì người ta là hôm nay chọn là không tắm vào bồn nữa mà là dùng cách là tắm vòi hoa sen. Chưa chưa? Ồ. Câu... câu này là vẫn nhớ đó, vẫn nhớ đâu. Cái gì đấy ní sư rự này. Tức là chọn đấy, chọn trong nhiều cái đấy. A, B, C, D có nhiều cái lựa chọn thì mình sẽ chọn một cái thích hợp đấy. Thì trong trường hợp này thì người ta sẽ không phải niu yếu cự nữa, không phải yộc xô như là mấy cái câu trước nữa, mà sẽ là shawa yếu cự. Sau hoa sư sự mình lại chọn gì còn ngoài cái hoa sư cái từ vô cự này vô cự ní si tà này tức nghĩa là nó là vào phòng vào bồn tắm sau Không phải hoa vô vào bồn. Nó bảo là shower yếu cự, nó là một danh từ, một danh động từ nhá. Như cái cự. từ nãy là cái từ gì, kikai yếu cự đúng Vâng. không, là cái Máy máy sử dụng tắm mà người ta sẽ nằm vào trong đấy đấy. Được máy chưa? Thì ví dụ ok là hôm nay thì sẽ tắm kikai yếu cự desu ka, hoặc là shower yoku desu ka, thì trong trường hợp của ông này là benshiki nanode shower yoku ni shita. Mình có thể không không dịch là chọn cũng được, cái câu nó là một cái câu ngữ pháp như vậy, không phải lúc nào mình cũng dịch là chọn. Mình chỉ cần nói là vì hôm nay ông ấy có đại tiện không tự chủ nên là đã tắm bằng vòi hoa sen là được, chứ không có vào bồn nhá. Tức là giống như là mình tắm ở Việt Nam hay tắm là chỉ có vòi hoa sen đó, là chỉ có đứng xong xả dưới vòi thôi.
Câu tiếp theo thì Yêu cử số nọ ở yêu cử số nay đế Còn đây là nhưng thì cái phát âm yêu của cử số yêu cư sổ, không phải yêu cư yêu cử sổ, không có thêm dấu vào cho nó, yêu cư sổ. yêu cử số yêu cử số nọ yêu cử số nay đế nhưng nhìn ní Thao đấy. thảo thảo đế Cái này là từ Kimi, ok. Nát tế, nát tế gì? Xì mai. Ok. Tamochi. Tamochi. Tamochi ni ku so đặt tàng Đây là câu này là câu sẽ là câu ghép nữa. Tamochi này, Tamochi đi cười thì nó sẽ chuyển thành tính từ. Cái gì đấy, ví dụ là câu hàng Tabeyasui hoặc là Tabeni cười này. Có câu này nó thì là cái gì đấy ghép với động từ ghép với ni cười này hoặc là yasui này thì nó sẽ chuyển khó thành dễ hoặc là khó cái gì đấy đó. Ta lại cộng thêm một cái nữa là cái câu nãy mình gọi là cái gì đấy số đúng không? Tính từ mà cộng thêm số thì sẽ bỏ y đấy. Thì câu này nó sẽ ghép thành Tamochi ni kuso. khó dữ Thế từ là khó nó. Khó, thế khó gì nhỉ? là khó dữ Khó tư giữ cái thế tư thế gì? Ngồi nó. ngồi có giữ tư thế ngồi Rồi, đoạn trước nào. xong rồi xong khi mà Nào, yokuso nai de. Yokuso nai de. Migi trong thao de gimi. Ở trong gì nhỉ? trong cái bồn tắm Thế. thì trong bồn tắm thì nó đổ Nào đổ được rồi. Ngã đổ người hoặc là ngã người về. đổ người về bên phải, đổ người về bên phải nên là khó chữ tư thế, hình như là khó chữ tư thế ngồi. Ok, thế là cái người này là người ta không ngồi vững được đấy. Đó, nói tóm tắt lại thì là cái tư thế ngồi nó không vững như thế nào thì miêu tả rõ hơn đấy là người ta hay bị nghiêng người hoặc là đổ người về bên phải. Trên xe cái từ mà từ đổ với lại cộng với từ kimi này thì hai cái từ này, cái từ Kimi kimi đúng là gimi nhé. Thì trong mình hay có cái từ ví dụ kaze gimi, kiểu là không? hay bị á, hay bị một cái gì đấy. Nó cũng hơi chỉ tần suất một chút nhưng mà nó thường liên quan đến cái gì đấy tiêu cực một chút. Ví dụ là bệnh nhé, bioki gimi này. Hoặc là kaze gimi là người là hay bị dễ bị sốt hoặc là bị dễ bị ốm hoặc là dễ bị cảm cúm này. Thì trong cái trường hợp này nó là thao đê gimi là dễ bị đổ sang phải, dễ bị nghiêng sang phải. Hoặc là nó còn một cái nghĩa khác là hơi bị thiên hướng, nó hơi 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 hướng về một cái gì đấy, nó gần với một cái tư thế hoặc một trạng thái nào đấy. Trạng thái mình không tin được cái trạng không tin được năng cái từ này từ dài mình không tin được năng chắc là cái từ hắn tự đầu hắn tự đầu tiên này xin xin là từ từ mang ngoài Là gì nhé? Nagaburo. đi đâu buồn tắm dài Nagaburo nó là gì? Không phải bồn tắm dài mà là vào vào tắm lâu á. đúng rồi.
nên tôi naga tôi rô ổ mừng rô để tôi mừng rô để mô rô 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 để đào đi đi Đế. mừng đi mát rô cạn đi mát rô cạn đi mát rô cạn tố tắp bự trắng ừ siêu tố mộ sư cô si tố tam sa sàng hướng diệu na na gam na na cả na cả na cả ni sàng đê dô tố ma cắt sàng Đọc lại một lần nữa, lại lần đầu, từ đầu luôn. Na gan khư rô xin chào khư rô Naga bư rộ. khư rô mà gặp khư rô ố Nào, cái từ khư này sẽ là, từ này sẽ là không phải ski mà là kono mự. kỳ cũng là từ thích như vậy như vậy naga tư rô ố mưu vừa nãy tôi sẽ bảo từ này nữa xem nhỉ Cô nô mự. cùng Nga pi đô ổ cô nô mự rô đế mô sô rô sô Nào không rô không thêm dấu nhá, không có sô rô sô rô này. đê ma sô rô sô rô đê ma sô cạn tố táp bự tráng như tố mô sư cô chị tố tamaka phần hóa diệu ma càng ma càng đê dụ tố ma có tàng Ok. từ trong mạng trước là xin chế Không, dịch các là vừa động định từ, là động từ ở đâu nào? Động từ sẽ đằng na sau cái gì? Đằng sau trợ từ gì? nó cả nó cả đi về để nó có Sao lại phần đàn nắc à, nào ở đây có một cái động từ còn gì nữa? Đằng sau có ố đấy, có phải động từ không? một cái thích này. Rồi, đây là từ thích, cái từ ski nó là dạng là trạng là tính từ đó. Thì động từ của cái từ đấy là konomu. Rồi. Đây mình sẽ có mấy cái động từ đây. Rồi, để dịch từ động từ đầu tiên quay lại nào. Đầu tiên là động từ thích rồi này. Đó. Thích ở trong ồn nâu thích ở trong ồn nâu sắp sửa đi ra ngoài nhân viên nói là sắp sửa đi ra ngoài Đó, nên nói là gì? sắp đến giờ Mời đêm mắt đó, đây là một câu mời nhé. Câu mời là gì? Nếu mà kiểu gì nhỉ? Nhân viên sẽ nói đi kiểu gì? cùng cùng đi ra Nào, ngoài solo solo là gì? Chuẩn bị này, sắp sửa đó. Thế đi dịch có chủ ngữ vị ngữ tí nào. Mời ai đấy thì sẽ phải có chủ ngữ vị nữa. Ai đi ra ngoài đúng. ông mời mời bà xem tôi sẵn xem tôi sẵn Ông mình đang nói trực tiếp với người ta mà. Thân tôi rằng sắp sửa đến sắp sửa đi ra ngoài sắp sửa ra khỏi bồn
nó không có sa tô sảng. Bây giờ mình đang nói trong câu, trong cái ngoặc này cũng không có lại sa tô sảng, Tanaka sảng. Tanaka sắp sửa về đến à, sắp sửa đi ra Là ngoài. không có Tanaka sảng ở trong cái ngoặc này. Nói thế này thì mày cũng không là sắp sửa đi ra ngoài ở trong cái Mình phải tự cho mà chứ. Không phải nói tên, nói là gì? sắp đến giờ, sắp đến giờ để đi ra. Cái gì? Nói với ai nào? Nói cho bà xem tôi phần. Thế nói kiểu gì nào? Con tôi rằng sắp đến giờ đi ra. Không có thứ lại sao tôi sao? Nào thế mời, mời ông bà mình ăn cơm có bao giờ gọi tên không? Con mời ông bà ra, sắp sửa đến giờ đi ra ngoài. Ờ đúng rồi. Thế bà ơi hoặc là ông ơi đấy. Bà ơi, đến sắp sửa đến giờ đi ra ngoài. Sắp đến ừ. Nếu không mình có thể nói là sắp hết giờ tắm rồi. Cũng được. Ok. Bây giờ thì mình còn một chút nữa. Sao cái cô kia? Ừ, thì làm sao? Mình nói nhỉ, nhân viên nói với ông đi và với bà là ừ. Ôi sắp chuẩn bị ra khỏi bồn đi chẳng hạn này. Đang nằm trong bồn đó. Ừ. Thôi bà ơi chuẩn bị ra khỏi bồn đi. Thì bà nói gì nào? Một chút nữa, Thêm tí nữa đi, kiểu như vậy. thêm một chút nữa, chờ một chút nữa, và na càng na càng 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 đeo vô tới khi mang cắp thì Nói là ừ. một chút nữa nhưng mà Nhưng mà mãi mà không mãi mà không xong. ừ, mãi không xong hoặc mãi mà không thấy ra khỏi bồn á. Ok chưa? Nói ra là trong câu tiếng Nhật thì nó không có viết nhiều về cái chủ ngữ đâu, nhưng mình sẽ phải dịch, ví dụ kể cả khi mình giới thiệu nói chuyện với ai đấy thì không có nói là không có chả bao giờ người Nhật người ta nói là watashi wa kyo Cô hàng của tabemashita. Người ta chỉ bảo là cô hàng được tabemashita. Nhưng mà mình vẫn phải dịch là gì nhỉ? Hôm nay tôi ăn cơm rồi chẳng hạn. Đúng không? Nhưng mà Thế là sensei nhớ. vẫn 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 chưa phân biệt được chỗ nào là chủ ngữ, vị ngữ, rồi tâm ngữ Mà mình ấy. nếu mà Mình bình thường, nếu câu mà mình không biết cách phân biệt được tâm ngữ chủ ngữ, ví dụ như khi mà mình đặt câu hỏi ấy, đặt câu hỏi hỏi người ta, mình không biết là cách đặt câu hỏi kiểu gì luôn ấy. Tại vì mình một không câu phân hỏi biệt được đơn cái giản thì nó chỉ có là động từ cộng với vị ngữ thôi. Hoặc là nếu mà thêm nữa thì danh từ, nếu mà muốn thêm chủ ngữ thì có thể gọi tên người ta, ví dụ Tanaka-san. Đấy, Gohan o tabemashita ka? Hay là một câu đúng không? Thì nó sẽ có thứ tự của nó sẽ là gì nhỉ? Chủ ngữ này, động từ này, cộng với ngữ thì vị vẫn còn ngữ đúng tâm không? Rồi tân ngữ đấy, ừ, tân ngữ đấy. Thế là, bây giờ mình không thể đặt được câu dài thì mình đặt câu ngắn thôi. Nó chỉ có ba cái đơn vị đơn giản và nhiều khi là mình sẽ bớt được cái chủ ngữ. Nếu mà chỉ nói chuyện với nhau hai người thôi á, đối diện mình chỉ có mỗi người thì mình cũng chưa chắc là mình đã phải gọi tên đâu. Mình chỉ hỏi đơn giản là Gohan o tabemashita ka? Là người ta cũng biết là người ta hỏi người ta rồi, chứ không phải nói là Anata wa gohan o tabemashita ka? Đúng không? đấy là câu câu ngắn ngắn như thế thì mình ví dụ ấy kia mới động từ Thì bây luôn mà giờ nó bảo là động từ một câu, kể cả một câu phức đi nữa, nó cũng sẽ có hai, nó phải chia hai đâu. Lúc nào nó có phải một là động từ, hai là danh từ, à quên, và lai là tính từ. Thì phải bắt được, phải tìm được cái động từ đấy ở đâu. Tìm được cái động từ đấy thì sẽ phải dịch từ cái động từ đấy quay lại, sau mới dịch những cái vế sau. Thế là nếu mà để mọi người học luôn những cái phần này nó hơi khó, tại vì là người ta viết nhiều câu phức. Nhưng mà mình cũng sẽ phải quen, tại vì là trong tiếng Nhật người ta không có viết câu đơn đâu. Vâng, đúng rồi, người ta đa phần là viết câu phức nhiều chứ không có cái câu đơn đấy. Câu đơn mà mình không biết thì mình chỉ có hỏi đơn giản thôi. Mà Thì bây cộng giờ với bắt động buộc là từ. mình sẽ phải
Vậy ứng dụng dùng trong tiếng Việt như nào? Trong tiếng Việt mình cũng ít khi nói câu đơn, ví dụ mình bảo là vì sáng nay trời mưa nên là tao nghỉ học đấy, nó cũng là một câu phức đúng không? Vì cái gì đấy, vì sáng nay trời mưa thì nó sẽ có hai vế, vì sáng nay trời mưa và thêm một vế sau là hôm nay thì nghỉ học, thì mình cũng sẽ phải đặt như thế. Thế bây giờ là cái câu vì sáng nay trời mưa tức là gì nhỉ, tiếng Nhật, ngữ pháp tiếng Nhật tiếng Việt là nó bị đảo lộn vị trí, nhưng mà nó chỉ là vị trí của một cái câu đơn thôi, chứ một câu phức thì người ta không bao giờ đảo câu trước mà đảo sang xuống sau được. Ví dụ mình nói là gì, vì hôm nay trời mưa nên tao nghỉ học, thì câu tiếng Nhật không thể nói là kyo ga ko yasun da ame datta kara, người ta không nói như vậy mà người ta vẫn phải nói là ame datta kara ga ko yasun da chẳng hạn. Ra là nó chỉ đổi vị trí trong một cái thứ tự ở trong một câu đơn, trong một câu đơn nó có thành phần ví dụ chủ ngữ này, vị ngữ, động từ, tân ngữ gì gì đấy, thì nó chỉ đổi của cái đấy thôi chứ nó không đổi vị trí của câu đơn một với lại câu đơn hai được. Nếu mà học nhiều nhiều lâu lâu hơn nữa thì nó còn nhiều cái phức tạp, nhưng mà thôi cứ học dần dần mình sẽ quen á. Kể cả bây giờ cũng không biết là dịch đến từ đoạn nào, nhưng mà mình đọc nhiều câu á thì mình sẽ quen. Thực ra thì sẽ tốt hơn là ví dụ để có giấy bút ở đấy nhá, đọc một câu dài dài này, xong mình sẽ ghi ý ra thằng này, xong mình sẽ sắp xếp xem là nói kiểu gì cho nó có ý, cho nó có nghĩa và nó liền mạch với nhau. Nếu mà bạn đọc không á, nhìn xong lại vừa dịch á, mà mình không có giấy bút để mình sắp xếp lại thứ tự của nó thì nó cũng hơi khó thật. Không Khó sao nhỉ, đâu, thì thích 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 cứ học lắm dần dần, mình. không không ấy. Ai mà chạy thế lúc đầu mà ai mà biết được dịch được hết. Nhưng mà dịch dần dần mình sẽ quen á, bắt đầu mình nói với cảm giác không biết dịch kiểu gì, nhưng sau mình nói mà mình thấy ngượng á, nói xong mà thấy nó ngượng ngượng thì mình sẽ phải đổi lại thứ tự cho nó hợp lý thôi. Kể cả bây giờ nhé, học này nhiều khi mình nhìn chữ Hán thì mình đoán được nghĩa trong tiếng Việt, nhưng mà mình để nhớ trong tiếng Nhật ấy, thì lại không biết những cái đấy tiếng Nhật nó là như nào, nhiều khi nó cứ lộn lộn hết cả lên. Dùng nhiều, dùng kể cả quen từ có dễ đến mấy mà mình không dùng mình cũng sẽ quen, dùng nhiều gặp nhiều thì tự dưng nó sẽ nhớ trong đầu, khi mình nhìn lại thì đến lúc nào đấy nó sẽ tự bật ra chứ không phải nghĩ nữa. Phản ứng tiếng Nhật nó hơi kém. Chứ còn ai chả thế, ngày xưa em mấy năm đầu thì cũng cứ ù ù cạc cạc, người ta nói mình cũng phải nói mãi mới được một câu chẳng hạn này, hoặc là mình chỉ biết nói từ đơn thôi á, kiểu như vậy, ai chả trải qua. Như đợt đầu mà mình nói chuyện với Sensei bảo là lên khô re ấy, à người ta chơi re buổi sáng hàng sáng này, là không bao giờ nghe được cái gì cả. Nhưng mà bây giờ ấy, thì tự nhiên lại vỡ ra được, còn nghe thỉnh thoảng còn nghe được tí, như đợt trước mà coi như là không nghe được cái gì luôn ấy. Nhưng bây giờ thì mình cũng bắt đầu kiểu mình quen với từ chuyên môn ấy, thế để với câu á, sắp xếp để sắp xếp câu nó thành một đoạn, một văn ấy thì nó còn mất thời gian, nhưng mà mình ít nhất là mình biết từ, mình có thể nắm cơ qua là à có từ này thì mình đoán sơ sơ được nghĩa là cũng được. Còn để sắp xếp một câu hay là để đến lúc mà mình có thể đứng lên mà nói được ấy thì nó còn cần nhiều thời gian hơn. Nhá, thôi có gì mai mai em cũng nghỉ, mai học tiếp nhé. Mai chị có học không?